Thưa sư, như vậy người thuộc giới tính thứ ba không được đi tu, không được tìm con đường giải xuất gia giải thoát giác ngộ hả sư? Như vậy có tội nghiệp và bất công cho họ quá hay không? Khi đến những kẻ trộm cướp sát nhân phạm ba la di còn được phép tu và giải thoát. Nó như vậy chính bởi vì cái câu hỏi này và một sư không biết là có phải cùng một người hay không, mà sau đó một vị vị gì chờ tí xíu cũng có một câu tương tự, để sư coi. À đây, con được biết người đồng tính chỉ được thọ giới sa di chứ không được thọ giới tỳ kheo. Sư cho con hỏi về sự giống và khác nhau giữa sa di và tỳ kheo. Việc thọ chỉ thọ giới sa di có những bất lợi như thế nào trên con đường tu tập? Con được nghe giảng người đồng tính là người nhị nhân, con Google không thấy thông tin về chi tiết này. Chính bởi vì cái việc này đó, thứ nhất là sư sư mở ở trong kinh tạng, sư mở kinh tạng thì chờ một sư mở tạng luật, sư mở tạng luật. Bữa bộ con thích đâu bữa mở rồi được. Phẩm nữa. Đây. Quên mở cái phần song ngữ. Vì chờ xíu, bữa sư mở rồi mà chắc sư quên, sư tắt. Sư quên sư tắt. Sư trích dẫn ở trong tạng luật ha. Đây. Này các tỳ kheo. Kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Và cái câu này đó, để mà sư biết chắc á thì sư phải sư tìm ở trong sư tìm ở trong chú giải cho cái đoạn này. Pandako Phikkhawe Anupassasambandho na upasampadetappo upasambandho nasetappo. Thì sư sẽ tìm cái đoạn này, đây. Giờ xin chúc ha.
Đây, đây là cái đoạn này đây. Tha. Đây nè. Thì cái đoạn chú giải ở đây đó, ui thấy không hết à, đây cái đoạn chú giải ở đây có nghĩa là bị đuổi thẳng ra khỏi tăng đoàn, không được ở trong tăng đoàn, có nghĩa là trục xuất ra khỏi, có nghĩa là vị ấy thậm chí không được ở trong tăng đoàn thì đừng nói gì đến chuyện sa di hay tỳ kheo. Đừng nói gì đến chuyện sa di hay tỳ kheo, coi như là bị trục xuất, bị đuổi thẳng ra khỏi tăng đoàn luôn, không được ở trong tăng đoàn, là cái người gọi là cái người giới tính thứ ba đấy, người không phải hẳn là người nam mà cũng không phải hẳn là người nữ đấy. Chú giải nó là đuổi thẳng ra khỏi tăng đoàn, là không được ở, trục xuất hẳn. Nhưng mà sư do sư sợ mà sư hiểu chưa có hết, chưa hiểu nhầm, sư hiểu chưa có tới, chưa có đủ ý, sư có đem cái chuyện này sư hỏi một cái vị trưởng lão ngày hôm qua, và sư không có nói tên vị đại trưởng lão này, bởi vì thứ nhất á là sư chưa có được phép, sư chưa được phép nói tên vị ấy chưa có đồng ý cái chuyện là sư nói tên của vị ấy. Cái thứ hai là sư tránh cho cái chuyện là vị ấy gặp phiền phức khi mà nói một số điều ở trong tạng luật. Vị ấy gọi điện và nói với sư một cái khoảng thời gian rất là dài, hơn 1 tiếng đồng hồ, đại ý như thế này. Thời xưa Đức Phật khi mà một vị xuất gia đó, là vị ấy từ bỏ tất cả tài sản để mà sống một cuộc đời không có tài sản. Vị ấy đi ra đường cúi mặt mà đi, đi xin ăn. Đúng nghĩa tỳ kheo là vị ấy đi xin ăn. Người ta thương thì người ta cho, không thương người ta chửi. Và vị ấy tìm con đường giác ngộ. Tức là một người xuất gia là đi từ không, từ có đến không. Còn thời nay đấy, xuất gia thì nhiều trường hợp lại đi từ không đến có, tức là trước đó đấy, con người đó nó cà chớn như thế nào đi nữa, thì khi mà cạo đầu tóc y rồi đó, người ta chắp tay, người ta đảnh lễ, người ta quỳ lại, rồi người ta cúng dường, và thậm chí là có nhiều vị tu, một số vị tu sĩ gọi là giàu. Thì cái thời đó là thời nay như vậy. Vị này chia sẻ đó, vị này xuất gia đó, thì trước đó cái hoàn cảnh của vị này là con nhà giàu, tức là điều kiện kinh tế gia đình rất là thoải mái. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi xuất gia rồi đấy, thì cũng có những món mà vị ấy chưa từng được ăn, tức là những cái cao lương mỹ vị mà mặc dù hồi trước là rất là giàu nhưng mà cũng chưa được ăn, mà bây giờ xuất gia lại được ăn. Mà nếu như mà sư, tức là nói cái vị trưởng lão nói với sư, sư mà đi sư cản người ta đấy, cản người ta để mà người ta có được những cái sự cái lợi lộc đó đó, sư cẩn thận, sư cẩn thận. Bởi vì quý vị biết rồi, khi mà đụng chạm đến lợi ích của một số người đấy thì chắc chắn là người ta sẽ không ưa mình, và hãy nên cẩn thận, không khéo mình sẽ trở thành người bị hại. Và vị này chia sẻ đó, cái lúc mà khi mà vị ấy còn trẻ thì vị trưởng lão vốn dĩ là người rất là thẳng tính, tức là cái gì nó không đúng với luật á là vị ấy đều nói. Nhưng mà chính bởi vì như vậy đó, vị ấy gặp rất nhiều những cái khó khăn,
rất nhiều những cái cản trở và rất nhiều những cái sự mắng nhiếc từ những cái người mà bị ảnh hưởng bởi lợi lộc, bị ảnh hưởng lợi ích do cái sự nói đúng của vị ấy mang lại. Cho nên để nói là sư hãy cẩn thận. Bởi vì đấy, có những nơi thì bây giờ nó không như hồi xưa. Sư chỉ được an toàn khi mà sư sống ở trong một tập thể mà các vị tỳ kheo đoàn kết với nhau dựa trên pháp và luật. Còn nếu như mà sống trong một tập thể mà các vị tỳ kheo đoàn kết với nhau chỉ đơn giản dựa trên tứ vật dụng thôi, dựa trên lợi ích, thì hãy cẩn thận. Có những con người họ tu theo cái kiểu tu cầu an, tức là ai sao thì thôi kệ, miễn sao tôi yên ổn cái thân tôi thì thôi. Nhưng mà chính bởi vì cái sự cầu an đó, có khi cái tập thể đó nó sai, mình cũng sai theo, chỉ bởi vì cầu cái sự yên ổn cho bản thân. Đương nhiên là cái cuộc trò chuyện thì rất là nhiều, nhưng mà sư chỉ chọn lọc lại có một cái vài cái để sư chia sẻ với quý vị. Còn cái đoạn mà chú giải mà sư nói tới, sư cũng có gửi cho vị trưởng lão, thì ngài mới nói như thế này. Thứ nhất, theo cái đoạn chú giải đó là đuổi thẳng, không có ở trong tăng đoàn, thì khi đó không có nói chuyện sa di tỳ kheo gì hết. Cái thứ hai là ở Phật giáo thời Đức Phật á, 20 tuổi là lên tỳ kheo. Nó không có chuyện 20 tuổi vẫn còn sa di. Do đó vị ấy hỏi sư, bây giờ sư nghĩ như thế nào? Sư có đã bao giờ là sư thấy cái quan điểm này hay chưa? Tức là nếu như tôi là tỳ kheo, tôi phạm Parajika, có nghĩa là phạm bất cộng trụ á, mà gọi là Balaji ấy, thì tôi chết chắc. Nhưng mà nếu như mà tôi là sa di thì tôi ăn ngủ với người nữ, tôi hưởng thụ thoải mái, sau đó là tôi sám hối, tôi thọ sa di lại thôi. Để hỏi sư nghĩ như thế nào? Nếu như vậy thì cái ý nghĩa của cái việc xuất gia nó là cái gì? Khi mà anh muốn người ta cung phụng anh, muốn người ta kính trọng anh, nhưng anh vẫn muốn hưởng dục như người ta. Có là muốn sướng thì sướng như vua đấy, mà vẫn hưởng dục như người đời. Thì như vậy anh, như vậy á, thì sư nghĩ là cái sự xuất gia đó nó có ý nghĩa gì? Mà nhắc sư luôn cẩn thận, bởi vì có những cái khi mà nói ra nó sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số người. Do đó đấy, vị này nói là theo vị này nghiên cứu thì thời Đức Phật 20 tuổi là lên tỳ kheo, không có chuyện sa di. Do đó không có cái chuyện là một vị là phạm Balaji đấy, phạm Balajika đấy, mà tu ngược cái lại sa di, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Và cũng như lời vị này nhắc nhở là khi mà có những cái mà khi chỉ khi nào mà sống trong một cái hội chúng á, và lấy giới và luật làm trọng á, thì cái vị tu sĩ mà nói đúng giới và luật thì vị ấy mới được an toàn. Còn nếu như á,
mà trong cái thời đại mà những vị tu sĩ mà đến với nhau chỉ bằng thứ vật dụng thôi, bằng những bâu thơ thôi, hoặc là sự tu tập của vị ấy, của một số vị gọi là tu tập có điều kiện, tức là cái điều kiện vật chất nó phải như thế nào đó thì tôi mới tu, thì cái vị mà dám nói đúng giới và luật ấy, thì vị ấy hãy cẩn thận. Bởi vì khi anh nói như vậy anh sẽ đụng chạm đến lợi ích của nhiều người. Và sư nghĩ là như vậy thì sư đã trả lời rất là rõ, trả lời rất là rõ cái câu này rồi. Còn một việc nữa, có gọi bất công hay không á, thì sư nói với quý vị như thế này: vì cái sự an toàn cái tăng đoàn, bây giờ sư nói là khi mà một cái vị giới tính không có rõ ràng như vậy xuất gia đấy, cái việc bối rối đầu tiên đó là cho qua bên tăng hay cho qua bên ni, cho ở với mấy ông đàn ông hay là ở với mấy bà đàn bà. Tại vì cái khuynh hướng giới tính của họ đó, họ thích đàn ông, mà các vị tu sĩ với nhau đàn ông, những vị sư nói thẳng là những cái vị gọi là cai dục, sư nói từ cai chứ sư không nói từ ly, sư nói từ cai là bởi vì sao, bởi vì các vị đó là sống một cái đời sống gọi là không có, là không có phụ nữ. Mình quý vị biết là cái dục đó, nó là một những cái nó rất là nghiêm trọng, mà nếu như mà anh là một cái anh còn ưa đàn ông, anh vào anh khều khều anh sờ sờ là có khi là chết cái vị tỳ kheo, chết những vị mà thẳng, anh vô anh bẻ cong hết, thẳng bao nhiêu thẳng anh vô anh bẻ cong hết, là quý vị thấy nó nguy hại chưa? Giống như là bây giờ cái gọi là cái khuynh hướng giới tính của sư là, giả sử như là khuynh hướng giới tính của sư là không, cái khuynh hướng giới tính của sư là ưa thích phụ nữ, khuynh hướng giới tính chứ không phải là, sư nói là bây giờ á, đẩy sư vô một cái môi trường là toàn là phụ nữ không thôi, toàn mấy 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 bà mấy cô không thôi, mà nói là sư ở trong đó một cái dục sư không khởi lên thì sư mới giỏi, thì xin thưa là thôi mô Phật. Nó không tin rồi đó, không tin rồi đó, nghĩ mình suy ra người. Một vị giới tính không rõ ràng, khuynh hướng giới tính của vị ấy là thích đàn ông, mà đẩy vô một cái môi trường là toàn mấy ông đàn ông không à, mà xin thưa nha, các sư là ở với nhau thì có khi là chỉ mặc có cái y nội, tức là cái xà rông không thôi đó, rồi hở trên hở dưới, và sống trong một cái tập thể toàn đàn ông như vậy mà nói là cái vị giới tính thứ ba nó không có khởi dục thì sư hình như sư không tin được. Tập thành thật với mình đi, sư không tin đó. Cũng giống như bây giờ mày quăng sư vô một cái đống đàn bà mà bắt ở chung với họ mà kêu không có khởi dục thì sư không tin rồi đó, thì cái trường hợp này cũng y chang vậy thôi, mà lửa gần rơm quý vị biết rồi, nó cháy rất là vượng. Mà bây giờ nói là quăng cái con người này mà quăng vô bên mấy mấy bà, quăng vô bên ni thì còn chết nữa, tại cái kiểu gì thì kiểu thì cái thân họ là vẫn là cái thân xác đàn ông à, mà xin thưa là quăng quăng đệm bển rồi cong cong với họ nó thẳng hồi nào không biết thì chết nữa. Cho nên vì sự an toàn của tăng đoàn, là vì sự an toàn của tăng đoàn, và cho nên là không có cái chuyện là bất công ở đây, đó là bởi vì bảo vệ cho tăng đoàn. Và theo luật á, thì cũng không được, theo luật cũng không được, không có nói chuyện sa di hay tỳ kheo gì ở đây hết trơn, đuổi ra khỏi tăng đoàn chứ không nói đến chuyện sa di hay tỳ kheo ở đây. Còn cái người đồng tính là người nhị nhân thì xin thưa không phải, người đồng tính là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân đây, người người lạc vô nhân
Đây là người người khổ vô nhân nhé, xin lỗi người khổ vô nhân. Đây nè, đây nè, còn họ còn gọi là người lạc vô nhân ha, khổ vô nhân còn gọi là người lạc vô nhân, tức là sống trong cõi lành nhưng không có các tâm tham vô tham vô sân vô si kèm theo. Đây nè, đây là người lạc vô nhân. Đó, người lạc vô nhân thì có một số cái đặc điểm, tức là người này cái thiện nghiệp rất là yếu, thiện nghiệp rất là yếu, mù câm điếc khờ khạo bẩm sinh, có số không có giới tính bẩm sinh, một số là bán nam bán nữ ha. Thì cái này gọi là cái người người lạc vô nhân, người lạc vô nhân đấy, chứ phải là người nhị nhân nha, không phải người nhị nhân nha, là người lạc vô nhân. Và quý vị có thể nói là tại sao là những cái người mà trộm cướp sát nhân, ba la di sư nói nha, ba la di là trục xuất, là thời Đức Phật không có chuyện tu lại sa di, thời Đức Phật xin nhấn mạnh thời Đức Phật không có chuyện tu lại sa di. Còn những cái người mà trộm cướp sát nhân á thì cái vấn đề nó đơn giản hơn nhiều, bởi vì nó đơn giản hơn rất nhiều so với các dục. Tại vì anh có thể anh kiêng trộm cướp được, anh kiêng anh từ bỏ sát nhân được, nhưng mà kêu anh từ bỏ các dục á, mà anh quăng anh vô cái môi trường mà toàn là những cái người mà khơi gợi cái lòng dục anh không, mà kêu anh bỏ thì xin thưa là để qua một bên ha, để qua một bên.